Xin chào các bạn, xin giới thiệu tới các bạn ván đấu giữa hai danh thủ Nguyễn Thành Bảo và Lại Lê Huynh. Đây là ván đấu được diễn ra vào năm 2010. Trong ván đấu này, danh thủ Nguyễn Thành Bảo là người cầm quân đỏ ở quyền đi trước và danh thủ Lại Lê Huynh là người cầm quân đen đi sau. Sau đây là diễn biến của ván đấu, xin mời các bạn cùng theo dõi. Hoàng cầu chính sân khấu.
这就是秘诀。